Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn click vào video của Nhuận Honda Hồng Đức nha. Thì hiện tại Nhuận đang có mặt ở hết Honda Hồng Đức 10 với địa chỉ là ấp Chà Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Thì trong clip ngày hôm nay Nhuận sẽ review cho các bạn về dòng xe Quay Alpha. Phiên bản này là phiên bản cổ điển mới ra mắt của dòng xe Quay Alpha 2024 nha các bạn. Thì như các bạn đã biết á, thì Quay Alpha nó có những cái phiên bản màu sơn cổ điển của nó, ví dụ như là phiên bản màu trắng, màu đỏ, phiên bản màu xanh chẳng hạn. Thì ở trên màn hình các bạn đang xem chính là những cái phiên bản màu mới nhất của dòng xe Quay Alpha. Đầu tiên á, là một cái phiên bản màu vàng vàng trắng nha các bạn, và kế tiếp á, là phiên bản màu xám trắng. Thì trong clip ngày hôm nay thì Nhuận sẽ quay review cho các bạn hai cái phiên bản màu này có gì khác biệt so với những phiên bản còn lại. Thứ hai là Nhuận sẽ cập nhật về giá, và cuối cùng là chương trình khuyến mãi để các bạn mình tham khảo tại cửa hàng Honda Hồng Đức nha các bạn. Thì đây là cái phiên bản màu vàng trắng này các bạn. Thì như bạn đã biết á, thì phiên bản vào vàng trắng này chính là cái phiên bản cổ điển ở thời gian trước, và hiện tại á, thì Honda cũng đã tái hiện cái phiên bản màu vàng trắng này rồi. Thì nó sẽ kết hợp đầu tiên á, là cái phần đầu phần xe này các bạn, nó sẽ phối dạng như là màu vàng và kết hợp với phiên bản màu trắng ở những cái phần bửng trước, phần bửng hai bên nè các bạn. Đó, màu vàng với màu trắng sẽ kết hợp với nhau tạo nên dòng xe Quay Alpha cực kỳ thể thao và mạnh mẽ, với động cơ là 110cc nhé các bạn. Đây là sử dụng là động cơ 110 và lốc đen các bạn. Lốc đen này là đen nhám ha. Và khả năng tiết kiệm nhiên liệu là vượt trội luôn nha các bạn. Đây là những xe quay về cái khả năng tiết kiệm của dòng xe này. Chỉ có 1.72 trên 100 km thôi các bạn, có nghĩa là dòng xe này sẽ cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu luôn nha các bạn. 1 lít xăng ước tính của dòng xe này tầm khoảng cỡ 50 đến 55 nha các bạn, với là động cơ là 110cc và khả năng tiết kiệm như thế này á, thì ít có những dòng xe nào tiết kiệm qua được cái dòng xe Quay Alpha nha các bạn. Động cơ là chính hãng của Honda, cực kỳ tiết kiệm xăng luôn nha các bạn. Thì ở phiên bản mới này thì Honda cũng đã thiết kế lại một cái bộ tem mới. Đây, bộ tem là màu vàng luôn nha các bạn. Ở phiên phần bế bên trong á, là chính là cái phiên bản màu kiểu như là vàng ha, vàng xanh tí xíu, và nó có những cái đường viền nổi, ví dụ như là sọc kẽ trắng nè. Đó, những cái đường này sẽ kết hợp với nhau là một cái những cái điểm nhấn của dòng xe Quay Alpha phiên bản cổ điển nha các bạn. Rồi, thì đây là cái phần hông nè các bạn. Ở cái phần phần thân xe này nó sẽ có là một cái bộ tem lớn nha các bạn. Bộ tem lớn. Thì với cái bộ tem lớn này nó sẽ là một cái điểm nhấn, là cái điểm nhấn của dòng xe Quay Alpha nha các bạn. Và hiện tại của dòng xe này á, là đây là phiên bản của 2024, cho nên á, cái phần đuôi ở phía sau này nó là hai cái mảnh ghép nha các bạn. Đó, ở cái phiên bản cũ á, là nó một cái mảnh ghép, còn ở phiên bản mới này nó còn là ba mảnh ghép, còn ở phiên bản mới này chính là hai cái mảnh ghép nha các bạn. Kế tiếp á, là một cái phiên bản màu xám trắng nha các bạn. Đây, phiên bản màu xám trắng theo cá nhân nhận thấy là phiên bản màu xám này cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Thì ở cái phiên bản hiện tại á, bên cửa hàng bên Nhuận cũng đã độ là cái phiên bản giống y chang vậy, nhưng mà nó khác là xám nguyên con. Thay vì ở phiên bản hiện tại là phiên bản zin á, là nó sẽ hai bên phần bửng hai bên nó chính là phần bửng màu trắng đó, yếm cũng là yếm trắng. Còn ở phiên bản của cửa hàng Nhuận bên bên Nhuận đã độ sẵn á, là xám nguyên con ha, xám xi măng, gọi là xám xi măng á, cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Các bạn nào thích những cái phiên bản màu như thế này thì có thể là đến ngay cửa hàng bên mình để lựa chọn nha các bạn. Thì các bạn mình có nhu cầu thì alo cho Nhuận với số điện thoại là 0964 488 luôn nha các bạn. Thì số điện thoại này Nhuận có Zalo luôn, cho nên các bạn mình có nhu cầu có thể là trực tiếp gọi qua số điện thoại hoặc là gọi qua Zalo vẫn được nha các bạn. Rồi, thì về giá của dòng xe Quay Alpha ở hiện tại thì giá hôm nay nó chỉ từ là 18 triệu 590 ngàn cho đến là 19 triệu 990 ngàn tùy theo phiên bản nha bạn. Các bạn mình có nhu cầu tư vấn thì alo cho Nhuận ha. Rồi, kế tiếp là Nhuận sẽ tư vấn về chương trình khuyến mãi dành cho dòng xe Quay Alpha. Thì khi các bạn mua xe ở thời điểm hiện tại á, các bạn mình sẽ được giảm giá 500 ngàn trừ thẳng trên giá. Thì cái phiếu giảm giá này thì khi các bạn mua xe thì tất cả các vùng, tất cả các huyện, các tỉnh khác đều có thể là áp dụng phiếu giảm giá này, được giảm 500 ngàn trừ thẳng trên giá. Chương trình thứ hai á, là cái chương trình là quay số trúng thưởng nha các bạn. Đây, thời điểm vàng sắm Honda ưu đãi thả ga, thì khi mua xe á, thì mình sẽ được áp dụng chương trình quay số trúng thưởng. Thì cơ cấu giải thưởng rất là lớn nha các bạn. Nó lên đến là 27 xe Honda Vision, rồi 27 xe Quay Alpha, đồng hồ, nón bảo hiểm. Đó, rất là nhiều cái phần quà tặng của dòng xe Quay Alpha thời điểm hiện tại. Kế tiếp á, là về cái phần chương trình khuyến mãi của ngày 20 tháng 10 đó các bạn. Thì khi mua xe á, thì nếu là khách hàng nữ đứng tên xe á, các bạn
thì sẽ được tặng cái phiếu voucher lên đến là 1 triệu đồng. Thì cái phiếu đó mình có thể là gắn những cái phụ kiện kèm theo xe nha các bạn. Thì với 1 triệu đó mình có thể là gắn phụ kiện, ví dụ như là ba ga chẳng hạn, phủ nano chẳng hạn, công tắc đàn hoặc là chống trộm cho xe. Thì những cái đó ngoài giảm giá 30% cho các bạn, và cửa hàng còn tặng cho các bạn 1 triệu đồng để gắn thêm nha các bạn. Rồi thì kế tiếp là những sẽ chia sẻ về những cái chương trình khuyến mãi giảm giá khác của dòng xe Quay Alpha này. Thì đầu tiên là chương trình dành cho học sinh sinh viên. Thì nếu mình đang là học sinh lớp 12 hoặc là sinh viên ở những cái trung cấp, cao đẳng, đại học, thì khi mua xe thì các bạn nhớ đem theo một cái thẻ sinh viên của mình. Thì khi mua xe thì các bạn sẽ được giảm giá là 700 ngàn trừ thẳng trên giá luôn nha các bạn. Thì nếu là nhờ, song song với đó thì mình sẽ được tặng thêm một cái ba lô cao cấp của công ty Hồng Đức luôn nha các bạn. Đó thì ưu đãi của chương trình sinh viên nó lên đến là 1 triệu đồng mừng nha các bạn. Kế tiếp đó là chương trình dành cho các bạn mình có nhu cầu đổi xe ha. Thì với chương trình này á, thì các bạn cần phải có một dòng xe đời cũ mình còn sử dụng, có thể là xe 50, xe khác hãng vẫn ok hết nha. Thì với chương trình đổi xe này, thứ nhất á, là mình sẽ được trả góp, thì mình sẽ được lựa chọn là trả góp 0% lãi suất. Thứ hai á, là mình mua tiền mặt á, mình sẽ được giảm thẳng thêm là 1 triệu đồng trừ thẳng trên giá luôn nha các bạn. Chương trình cực kỳ hấp dẫn tại cửa hàng Honda Hồng Đức ha. Thì Nhận sẽ tổng hợp lại chương trình khuyến mãi của dòng xe Quay Alpha ở thời điểm hiện tại để mình có thể lựa chọn ha. Đầu tiên á, là mình sẽ được giảm giá 500 ngàn. Thứ hai á, là mình sẽ được tặng một cái voucher phụ kiện là 1 triệu đồng nếu là khách hàng nữ đứng tên từ ngày hôm nay cho đến là hết ngày 20 tháng 10 nha các bạn. Rồi kế tiếp á, là chương trình học sinh sinh viên ưu đãi lên đến là 1 triệu đồng. Và cuối cùng là chương trình thu cũ đổi mới. Thì với chương trình thu cũ đổi mới á, thì mình có thể là chọn một trong hai chương trình nè, là trả góp 0% lãi suất, hoặc là cái chương trình là mua tiền mặt giảm được 1 triệu đồng ha. Ngoài ra thì các bạn mình nhận được cái gói quà tặng trị giá là 1 triệu đồng tại cửa hàng Honda Hồng Đức luôn nha các bạn. Rồi thì các bạn mình có nhu cầu lên hồ sơ online thì bên cửa hàng vẫn hỗ trợ cho các bạn ha. Thì thủ tục hiện tại rất là đơn giản, các bạn mình chỉ cần gửi cho Nhuận số điện thoại hoặc là comment phần bình luận, và có thể là gửi cho Nhuận trước về căn cước công dân mặt trước và mặt sau để Nhuận có thể là hỗ trợ cho các bạn lên trả góp online ha. Và cuối cùng á, là các bạn mình có nhu cầu á, là giao xe tận nhà, thì bên cửa hàng Nhuận vẫn có chương trình là giao xe tận nhà cho các bạn luôn nha. Thì với chương trình này á, thì mình có thể là chọn xe tại cửa hàng và sau đó sẽ được nhân viên giao xe đến tận nhà, và các bạn mình kiểm tra ok thì mình có thể là nhận xe đó. Thì chương trình khuyến mãi vẫn vẫn tính được giống như các bạn mua xe tại cửa hàng nha các bạn. Và hiện tại á, thì cửa hàng bên Nhuận á, thì có một cái điểm trưng bày ở Mỹ Tú, mình có nhu cầu xem xe ở Mỹ Tú á, thì có thể là ghé Mỹ Tú ha các bạn. Rồi các bạn cần thì liên hệ với Nhuận qua số điện thoại 0964 234 88, và xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip ạ. À.